Chào mừng các chị các bạn đã phải học English Idioms in You ở trình độ nâng cao của chị các bạn. Chúng ta học bài 32 Money. People's Financial Circumstances. Các bạn tình huống tài chính của mọi người ha. Mình dịch là tình huống tài chính của mọi người. Tình hình hiện tại các bạn ha. Mình dịch là tình hiện tại ha. Hoàn cảnh, trường hợp, tình huống các bạn ha. Mình dịch là đọc là circumstance, nhưng mà ở đây mình dọc ra circumstance cơ nè. Stand có là dòng Mỹ nè, dòng Anh là circumstance, dòng Mỹ là circumstance. Stand các bạn ha, stand đều đúng các bạn chị ha. Rồi các bạn chú ý chỗ này, nó có nhiều cách đọc này đó chưa, thật là thú vị đúng không. Circumstance vẫn đúng, mà circumstance vẫn đúng, circumstance vẫn đúng ha. Rồi chúng ta bước vô. Ideal là lý tưởng ha, mình đọc là idea, làm nhớ các bạn idea các bạn nha. Các bạn nên là mình đây đọc là gì? Idea các bạn, idea các bạn nha, idea. This business idea is successful as we think it to be here. As we think it to be, will be bạn mai hai chạy từ mới các bạn, tôi với các bạn thử tra nó nghĩa là gì. Quit đọc là quit được lời to các bạn ha. Này là cuisine được lời to nè. To be cuisine là được lời to các bạn ha. Đó mình dịch là được lời to nha. Ở đây là kiếm lợi nhuận. Cuisine thành ngữ là to be cuisine là được lời to ha, được lợi nhuận nhiều ha. Yes, will be laughing on the way to the bank. Kiếm được thật nhiều tiền dễ dàng các bạn ha. Đó thành ngữ là vậy. Tiếp theo, and it will be so easy to it really will be money for all rope. Rope các bạn, rope là kiếm tiền được dễ dàng, là kiếm được ha. Những cái từ này thì will be money for all rope. I love to get a job with a decent salary. I'm tired of living on a shoestring. Sống bằng rất ít tiền, mệt mỏi với việc mà sống bằng ít tiền các bạn ha. Tôi là kiếm một công việc nào thay thế à, đúng không? Công việc nào xứng đáng lương, xứng đáng mình nữa nè. Decent salary các bạn ha, decent salary, decent. Đọc là đi. Tính từ này là tính từ mình đọc là decent các bạn, đọc decent các bạn nha. Đó là tính từ hai âm tiết thì mình đọc nhấn âm trước, decent salary. Salary. Decent salary. I'm tired of living on a shoestring. Me too. It would be great to be rolling in it. Wouldn't it? Có nhiều tiền các bạn. Be rolling là có nhiều tiền. Thật là tiền nếu được. Có nhiều tiền các bạn. Be rolling in it. Since my husband lost his job. I'm the breadwinner in my family. Người kiếm được số tiền mà gia đình cần ha. Tôi là trụ cột, dịch là tôi là trụ cột gia đình luôn. I'm the breadwinner in my family. Really? Well, I guess I bring home the bacon in my family too. Là tôi cũng kiếm được số tiền gia đình mà tôi gọi là mang thịt xong khói về nhà, gọi là trụ cột gia đình luôn. Well, I guess I bring home the bacon in my family too. Thành ngữ nó như là cũng kiếm được nhiều tiền như vậy, hoặc là có thể là trụ cột các bạn ha. Could you lend me 20 pounds? Sorry mate, I'm a bit strapped for cash at the moment. Strapped for cash, không có đủ tiền à. Strapped for cash là không đủ tiền at the moment, hiện tại. Xin lỗi người bạn đời. Hiện tại tôi đang thiếu tiền mặt nè. Tôi không có đủ tiền mặt ha. That singer's ex-wife, you know the one I mean.
She took him to the cleaners when they got divorced. Ha. Gắn lại càng nhiều tiếng từ anh nấu anh ấy ha. She took him to the cleaners when they got divorced. His ruined. À, vợ cũ của ca sĩ đó làm sao? Đây là vợ cũ của ca sĩ đó đó nha không? Bạn biết bạn biết điều tôi muốn nói gì? You know the one I mean. Anh ta cô ấy đã gì? Đã rút hết tiền, đã nhận được nhiều tiền của từ anh ấy ha. Khi họ gì? Khi họ ly hôn và he ruins, anh ấy bị hủy hoại nè, ruin. I know she's so ready ha. So ready nên nghĩa xấu các bạn, rút hết nhiều tiền các bạn ha, cô nói là so greedy, isn't she? She would sell her own, sẽ làm bất cứ điều gì. She would sell her own. She greedy. I know she's so greedy. Greedy từ rất xấu các bạn chị. Mình có thể tra từ này là greedy. Ham muốn là đầy tham lam hoặc ham muốn các bạn. Greedy đọc là greedy ha. Greedy. A greedy little boy. Not hungry, just greedy. Không đói mà chỉ tham ăn thôi. Looking at the case, with greedy eyes. Greedy for honors. Ham danh, greedy for power. Greedy for information. Thèm có thông tin. Thì các bạn học greedy mới của tôi rất là hay đúng không? Mình học luôn từ vựng luôn các bạn. Về tính từ của nó, greedy for something. For something. Đầy tham lam hoặc ham muốn về cái điều gì đó các bạn chị ha. Ham danh, ham quyền lợi, thèm có thông tin. You are really greedy for honors, greedy for honors. Rồi. She would sell her own, hay bất cứ làm bất cứ điều gì ha. Nói rất là ghê, từ này rất là hay ha. Tiếp theo, I can't believe nè, grandmother, her own grandmother, mother. Phải bán chính mẹ của mình. I can't believe you bought a new car. We can't afford to throw money down the drain. Lãng phí tiền bạc ha. Throw the money down the drain. Drain là cái cống ha. Cái cống ha. Không nên ném tiền xuống cống các bạn chị ha. Cống rãnh nước mương ha. Drain. Đọc drain. 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 Các bạn drain. Cho nên có rất nhiều nghĩa, chúng ta học rồi đó thôi, rất là nhiều ha. Học buổi sau đi. It's okay, it was going for a song, ha. Going for a song có nghĩa là gì? Được bán rất là rẻ ha. I only paid a few hundred pounds. Chúng ta học phần C các bạn chị ha, phần C, phần B. Phần B là enter outrage to Richie's competition. Are you tired of scrimping and saving? In order to make ends meet, các bạn ha. Tức là thành nghĩa thứ nhất là rush to the rich, rush to rich competition. Từ nghèo đói đến giàu có các bạn. Chúng ta bước vào cuộc gì? Cuộc cạnh tranh từ nghèo đói đến giàu có các bạn ha. Nhưng mà thành ngữ của nó là she from rush to riches. Mình nhìn chữ. New rush. Close on test các bạn. From rest to Richie. Phát lên giàu lên làm ăn nữa ha. Enter our rest to Richie competition. Cạnh tranh giàu có phát lên ha các bạn. Thì chữ rest to Richie là làm giàu có, cho nên giàu có các bạn chị ha. Suddenly making a fortune, becoming rich overnight. Cho nên giàu có phát lên. Competition. Mình đọc này hoài là competition. Competition các bạn ha. Competition. Rồi. Mình học luôn cái này các bạn ha. Đó. Fed up with pain over the ox for no things, for things and penny pinching. Nghĩa thứ nhất của nó là scrimping and saving. Living very economically, sống rất là tiết kiệm các bạn ha. Scrimping and saving.
and make ends meet nghĩa là số 3 là have just enough money to pay for the things you need. Make ends meet, có đủ tiền để trả mọi thứ bạn cần, hay nữa là to make ends meet. Fed up with paying over the odds. Rồi cái số 4 nghĩa là gì các bạn? Paying more than something is worth. It worth, trả nhiều hơn những gì mà có giá trị các bạn ha. For things and penny pinching. Penny pinching là tiêu càng ít tiền càng tốt ha. All the time. Chán ngấy về việc gì phải. Phải gì các bạn biết thế này chưa? Mình mới là số 4 nè. Chán ngấy về việc phải là trả nhiều hơn mọi thứ các bạn ha. And và gì? Và chi tiêu càng ít tiền càng tốt nè, hay nghĩa ngược nhau không? Lúc nào cũng vậy ha. Are you always on the lookout for cheap and cheerful things? Bạn có luôn luôn phải đi tìm kiếm thứ rẻ tiền và vui vẻ và rẻ nè. Và vui vẻ mà không phá vỡ lực ngân hàng, tức là không có bị mắc nợ các bạn ha. Số 6 là cheap but good or enjoyable, là rẻ nhưng tốt và thú vị ha. Để sao đừng có nợ ngân hàng nè. Won't break the bank số 7 nè. Don't cost a lot, không tốn nhiều chi phí. Would you like to feel you had money to burn? Bạn có cảm giác là cảm thấy mình có đang đốt tiền hay không? Số 8 nghĩa là money to burn là gì? Excess money các bạn. Excess money là tiêu xài tiền nhiều quá, dư tiền quá ha. Các bạn là tiền dư ra, tiền dư thừa, mình là tiền dư thừa, mình là gọi là xài quá lâu á, mình dịch là excess là quá thừa quá ha, thừa quá tiền. In excess to excess là thừa quá tiền nè, tiền thừa, tiền dư thừa đó các bạn ha. Thứ hai chúng ta then enter our competition for a chance to win £10,000 and no expense spare. Sau đó chúng ta tham gia vào cuộc dự thi cơ hội để kiếm thắng được là gì? Giành được là 10.000 bảng Anh ở cuối tuần và cuối tuần không tốn chi phí ở Paris các bạn. No expense spare weekend in Paris. Chúng ta học tất cả những hành ngữ các bạn ha. No expense spare tức là không tốn tiền các bạn ha. Số 9 là dịch nghĩa luxury. A lot of money is spent to make it good, sang trọng, và nhiều nơi được chi tiêu, và rất nhiều món được chi tiêu để làm cho nó tốt đi. Tức là một tuần không tốn tiền và tiêu xài gì cả các bạn anh chị ha. Ý là vậy. All you have to do is, tất cả những gì bạn làm là gì? Ví dụ ha, đây là một mẫu quảng cáo vậy các bạn ha. Đó, chương trình các bạn anh chị. Cảm ơn các chị, các bạn theo dõi video.